Cha mẹ Diễm My treo thưởng 1 tỷ, hàng xóm khẳng định vẫn thấy ở Thiền Am gần đây. Người dân sống quanh Thiền Am cho biết vẫn nhìn thấy cô gái Diễm My sống và sinh hoạt trên địa bàn. Vừa qua, sự việc xoay quanh Thiền Am bên bờ vũ trụ đã khiến nhiều cư dân mạng dậy sóng. Trong đó, tung tích về cô gái Diễm My, người từng bỏ nhà để theo tu tập tại Thiền Am khiến nhiều người đặt câu hỏi. Ngày 31 tháng 10, qua mạng xã hội, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng là cha mẹ ruột của Diễm My khẳng định sẽ trao giải thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái của mình. Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ, ông Thắng khẳng định. Trong khi đó, khi chúng tôi đã tìm về ấp Lập Thành, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và phỏng vấn nhiều người dân sống quanh Thiền Am bên bờ vũ trụ về tung tích của Diễm My, thì chú Tám và ông Giờ hàng xóm khẳng định vẫn gặp Diễm My trong thời gian gần đây, mặc dù không nhiều lần. Diễm My vẫn ở phía sau Thiền Am chứ đâu. Lúc bố mẹ xuống kêu về, con bé nó giật tung lên rồi chạy ra phía đằng sau vì còn có một con đường rồi trốn trong đó. Tôi sống ở đây trước khi những người trong tỉnh Thất Bồng Lai dọn về, là người chứng kiến mẹ nó khóc đến ngất xỉu nên thương gia đình ấy nhiều lắm, ông Giờ nói. Phóng viên đã liên hệ với ông Lê Văn Bích, trưởng ấp Lập Thành để lắng nghe những chia sẻ về Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Bích cho biết, trong 2 năm qua đã nhiều lần tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến nơi này. Trong suốt thời gian chống dịch Covid-19, tình hình bận rộn nên tôi chưa nắm rõ. Thế nhưng, nhiều lần tôi đến nơi để vận động cho các chú tiểu đi học, họp hành, thì cửa nhà luôn đóng kín mít, họ đều rất ít giao tiếp với xung quanh, nên mọi người không rõ tình trạng như thế nào, ông Bích nói thêm. Về đời sống của những người bên trong Thiền Am bên bờ vũ trụ, ông Giờ cho biết, hầu hết mọi người đều không giao tiếp, nhiều lần gõ cửa nhưng vẫn luôn đóng kín mít. Thế nhưng, mỗi buổi chiều, nhiều cô gái mặc áo tu, để tóc dài vẫn đi chợ, chạy thể dục quanh khu vực. Ở đây, mọi người đều biết sự việc, nhưng để hiểu thực hư bên trong như thế nào thì không rõ, vì không tiếp cận được, ông nói thêm. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10, 2019, bố mẹ của Diễm My cũng đã từng xuống Thiền Am bên bờ vũ trụ, lục tung từng phòng, từng gầm giường kẻ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng vẫn không tìm thấy Diễm My đâu. Điều này làm cho ông Thắng là bố ruột của Diễm My nghi ngờ bên trong Thiền Am có mật thất. Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường ở tỉnh thất nhưng có thấy đâu. Tu sĩ Hoàng Nguyên cho biết về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ sao lại gây rối đặt điều rằng Thiền Am dụ dỗ. Ngày 31 tháng 10, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng là cha mẹ ruột của Diễm My, cô gái từng khiến tỉnh Thất Bồng Lai trở thành cái tên gây xôn xao, đã có buổi trò chuyện với một nữ doanh nhân và khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình. Trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này, chúng tôi đã tìm về Thiền Am bên bờ vũ trụ, tiền thân là tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm gặp tu sĩ Hoàng Nguyên. Ông đồng ý cho cuộc trò chuyện dài này nhằm làm rõ những lùm xùm vừa qua. Song toàn bộ phỏng vấn được diễn ra bên ngoài khuôn viên của Thiền Am, cách nhà 5 mét. Muốn tìm Diễm My thì xử lý chỗ em ấy, sao lại đặt điều Thiền Am dụ dỗ? Vấn đề tung tích của Diễm My được nhiều người tìm kiếm gần đây, Thiền Am bên bờ vũ trụ có ý kiến như thế nào thưa ông? Ông Hoàng Nguyên đã chia sẻ, nếu nữ CEO muốn tìm Diễm My thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây, hỏi cả Diễm My rằng cô bé đã sống với gia đình thế nào, nguyện vọng bây giờ ra sao. Còn về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My. Chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối đặt điều rằng Thiền Am dụ dỗ? Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào? Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khóa tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền Am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền Am cho uống bùa mê. Đến ngày 22 tháng 10, 2019, tôi còn nhớ Diễm My gọi điện về cho thầy Tùng Vân nói, thầy ơi, con đi 3 tháng rồi nên chắc ba không bắt con về nhà nữa đâu, thầy xin ba cho con ở Thiền Am tu, lâu lâu ba xuống thăm. Thế là sư phụ gọi điện trình bày với gia đình. Mới 9 giờ sáng, Diễm My về tới nơi thì 11 giờ trưa, gia đình Diễm My đã xuống, cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà. Con bé thấy không ổn, tha thiết mong muốn cho ở lại Thiền Am tu, nhưng không thành, nên đã tìm cách xin đi toilet, rồi lẻn ra cửa chính mà trốn.
Thế là ngày 24 tháng 10 2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường, kẻ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có tìm thấy Diễm My đâu. Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền Âm, thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi. Trả lời thêm về tin đồn, Trần Ngọc Xuân đã có bầu và sinh em bé ở tỉnh Thất Bồng Lai. Ông Hoàng Nguyên đã chia sẻ, về trường hợp cô Trần Ngọc Xuân, mọi người nói là bỏ nhà đi tu, hiện tại cô ấy vẫn sống tại Thiền Am. Thậm chí ba ruột của cô ấy còn mong cô ấy tu tại đây và đang gửi đơn thư những người đã bôi nhọ cô. Riêng về tin đồn là có bầu, có con, Ngọc Xuân đã nói với chúng tôi sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết để kiện người đã vu khống mình. Bên cạnh đó, Hoàng Nguyên còn một mực khẳng định, cả một đời Thiền Am đều sống đàng hoàng, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, không động chạm tới ai, gây hại ai. Nào là nuôi dạy các chú tiểu ngoan ngoãn để làm gương cho các bé trên đất nước mình, nào là đem những đạo hạnh, tài năng đi giúp đời. Chúng tôi đều có công việc và đời sống tu học riêng, vì vậy chỉ nhìn vào đó mà thực hiện. Cho nên bạn thấy đấy, đã bao nhiêu lần sóng gió ập đến, nhưng đến nay Thiền Am vẫn hoạt động. Tuy nhiên, sự thật trắng đen như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ cơ quan pháp luật vào cuộc. Và chúng tôi sẽ liên tiếp cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất. Quỳnh Như tiết lộ, cái tầm của gia đình không kém gì bà Phương Hằng. Nữ CEO lên tiếng đáp trả, con nên lui về với cái gia thế của con đi. Trong một clip mới đây, Quỳnh Như, từng là YouTuber của kênh Lang Thang Đường Phố, đã lên tiếng tiết lộ rằng gia thế khủng của mình không thua kém gì bà Phương Hằng. Thời gian vừa qua, drama của bà Phương Hằng gắn liền với hàng loạt vụ việc lùm xùm khi liên tục nhắc đến câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ hay những ồn ào liên quan đến Nhâm Hoàng Khang và gần nhất là tỉnh Thất Bồng Lai khiến dư luận xôn xao. Từng xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, Quỳnh Như, từng là YouTuber của kênh Lang Thang Đường Phố, được xem là trợ thủ đắc lực khi cũng góp phần vào những vụ việc ồn ào nói trên. Tuy nhiên, trong đoạn clip mới đây, YouTuber Quỳnh Như đã lên tiếng phản bác sau khi phát sinh mâu thuẫn với bà Phương Hằng. CEO Đại Nam đồng thời cũng tiết lộ gia thế khủng của mình. Trong đoạn clip này, Quỳnh Như chia sẻ lý do gì cô nói con dạy đời cô đừng có đánh đồng con với Nhâm Hoàng Khang, cô đừng có nói con tuổi trẻ, con còn trẻ gì đó, con nói với cô là cái tầm của gia đình con cũng không thua kém gì gia đình của cô đâu. Cái này Quỳnh Như nói thẳng với cô luôn. Quỳnh Như cũng khẳng định rất nhiều người biết về gốc gác gia đình của cô và biết cô là ai. Nếu như cô nghĩ rằng tất cả những gì con làm hôm nay là sụp đổ, con không tin là sụp đổ đâu cô. Con không tin chỉ vì lời nói của cô mà hạ được uy tín của con trong câu chuyện này, bởi vì gia đình của con không thua gì cô đâu. Con đảm bảo với cô, nhưng con đã đánh đổi mọi thứ để bước vào drama này, để con tìm sự thật, con tìm chân lý. Vì con thấy cô khóc trên livestream, cô nên nhớ điều đó, Quỳnh Như chia sẻ. Ngay sau khi được đăng tải không lâu thì đoạn clip trên đã bị ẩn khỏi kênh YouTube của Quỳnh Như. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng lưu lại và lan truyền trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Đáp trả lại lời của chủ kênh Lang Thang Đường Phố trong livestream vào chiều ngày 2 tháng 11, bà Phương Hằng đã lên tiếng cho rằng, sau khi lên clip nói về thân thế của mình và cho rằng có sự hiểu lầm nào đó, Quỳnh Như đã nhắn tin xin lỗi nhưng nữ CEO không trả lời. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng nhắn nhủ với Quỳnh Như nên rút lui. Con nói rằng con có một gia thế khủng, cha mẹ con có tập đoàn này, tập đoàn kia và bản thân con là người con gái chưa chồng, chưa có trải nghiệm thì con nên rút lui khỏi cái thị trường YouTube này vì con không cần đi tìm chân lý, vì chân lý không thuộc về con. Vì con chưa đủ trải nghiệm để đi tìm chân lý, con chỉ có thể chia sẻ ở nhiều góc độ khác nhau. Con nên lui về với cái gia thế của con đi. Bà Phương Hằng cũng cho rằng chính bản thân bà phải lên tiếng bảo vệ trong drama này chứ không cần Quỳnh Như lên tiếng giùm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.